bạn này. Tấm nào cũng như tấm nào luôn. Đấy, với cái độ dẻo và giữ được cái độ ẩm như thế này thì về các bác sử dụng rất là dễ. Đấy, tấm nào cũng như tấm nào thôi các bác. Đấy, mỗi một chồng này là 50 tấm này. Shop Hải Đăng lại xin chào toàn thể các bác làm thợ lô hàng mật. Thì tiếp tục trong cái video ngày hôm nay, shop bên em lại xin giới thiệu tới các bác về sát chân tầng dành cho ông nội. Thì đi chi tiết để cho các bác cùng nắm bắt được này. Thì sát chân tầng bên cơ sở em thì bán sáp loại 1, sáp nguyên chất 100%. Đấy, với cái trọng lượng của nó là 100 tấm là 4 kg. Đấy, khá là dày các bác nhé. Còn sáp của bên nhà em thì được bảo quản như thế này. Đây các bác có thể thấy là đã được bảo quản ở trong một cái hộp bìa cắt tông như thế này, cũng như là trong một cái lớp báo. Thì bảo quản như thế này thì cái thứ nhất là tránh cái tình trạng nó bị mốc ẩm. Cái thứ hai nữa là tránh cái tình trạng mất nước. Khi cái sáp này nó khô gửi về tay các bác thì các bác làm rất là khó. Đấy, bây giờ giữ cái độ ẩm rất là cao ở bên trong đây thì sáp khi cắt ra thì nó rất là dẻo các bác nhé. Đối với hàng này thì rất là nhiều các bác khách quen. Đấy, cũng trong cái vụ năm 2021 này mua hàng bên cơ sở em ấy, có điện về phản hồi là sáp chất lượng rất là tốt các bác ạ. Đối với sáp chân tầng nguyên chất thì các bác có thể thấy là nó sẽ có một màu vàng đều như thế này. Đây là sáp màu vàng đều như này các bác nhé. Đấy, màu vàng đều, không có một lớp loang lổ nào. Đối với cái sáp mà nó pha tạp thì nó sẽ có loang lổ và cái lỗ chân tầng này. Ở cái lỗ bánh tổ người ta dập rất là lông. Đây là hàng dập rất là sâu. Khi các bác lao chân tầng vào thì về con ong nó sẽ tiếp nhận 100%. Đấy, với cái kích thước chiều dày thì các bác có thể thấy là rất là dày. Đấy, rất là dày luôn các bác này. Đấy, thuận tiện cho con ong nó nhân nó xây cái bánh tổ nhanh. Đấy, thì cái sáp này nó rất là đẹp. Về cái độ dẻo của nó thì cực kỳ là dẻo các bác nhé. Đấy, rất là dẻo này. Thì các bác mua hàng về thì các bác có thể là ngửi thực tế. Đấy, nó có mùi sáp nguyên chất thì các bác thanh toán với người giao hàng. Còn nếu mà nó không chuẩn thì các bác không thanh toán với người giao hàng. Đấy, các bác này. Tấm nào cũng như tấm nào luôn. Đấy, với cái độ dẻo và giữ được cái độ ẩm như thế này thì về các bác sử dụng rất là dễ. Đấy, tấm nào cũng như tấm nào thôi các bác. Đấy, mỗi một chồng này là 50 tấm này. Một chồng này là 50 tấm. 50 tấm là có cái trọng lượng là 2 kg các bác nhé. Đây, sáp đây. Đấy, giá cả của nó thì rất là rẻ, nó chỉ vài nghìn đồng trên một cái tấm lá sáp như thế này thôi. Đấy, rất là phù hợp đối với túi tiền của các bác. Ngoài chân tầng ra thì bên cơ sở em là bán tất cả các vật tư về ngành ong. Đấy, từ những cái thứ nhỏ cho tới thứ lớn. Đối với bắt đầu vào cái vụ khai thác mật vụ xuân rồi, bác nào cần về những cái vật tư nào thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho bên em. Còn đối với sáp này thì các bác nào muốn đổ xìn lẻ thì bên cơ sở em là cung cấp với số lượng rất là nhiều. Đấy, thì cung cấp đủ cho các bác để các bác về phục vụ hoặc là bán lẻ lại cho người tiêu dùng xung quanh. Đấy, với cái giá cực kỳ là rẻ đối với các bác mua số lượng nhiều. Còn đối với các bác mua số lượng nhỏ lẻ thì giá cả của nó là 8.000 đồng trên một tấm nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video sau.